Tối ngày 28 tháng 4, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh tổ chức Festival Nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023. Festival Nông sản Hà Nội năm 2023 quảng bá những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của thủ đô, đồng thời kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Phát biểu khai mạc Festival Nông sản Hà Nội, ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội khẳng định. Nhân dân, du khách và quý đại biểu được thưởng thức rất nhiều những giá trị không chỉ văn hóa truyền thống, giá trị thương mại, sản phẩm từ các tỉnh, thành phố mà chúng ta sự diện 20 tỉnh, thành phố ngày hôm nay. Đây cũng là cơ hội để các quý vị đại biểu là doanh nghiệp có cơ hội quảng bá, kết nối, giao thương và cũng là cơ hội không chỉ người dân được tiếp cận với các sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị, sản phẩm có nguồn gốc mà cũng là cơ hội để nhà cung cấp và người tiêu dùng gặp gỡ, kết nối, giao thương, trao đổi. Festival gồm không gian văn hóa ẩm thực quy tụ gần 300 gian hàng là các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, làng nghề và tinh hoa ẩm thực, các mô hình, tiểu cảnh nông nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn các huyện, các hoạt động ẩm thực và quà quê, trò chơi dân gian, gắn kết cộng đồng, biểu diễn văn nghệ đặc sắc cổ truyền, các hoạt động giao lưu văn hóa dân tộc gắn với bản sắc địa phương. Huyện Đông Anh đã có những bước tiến vượt bậc trong kế hoạch năm 2023. Huyện Đông Anh sẽ là một được công nhận là quận của thủ đô Hà Nội. Trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được lãnh đạo huyện quan tâm, chỉ đạo và thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả. Huyện Đông Anh được thành phố Hà Nội đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, với gần 200 sản phẩm OCOP đã được đánh giá phân hạng từ 3 sao đến 5 sao. Chương trình Festival Nông sản năm 2023 được tổ chức tại huyện Đông Anh là cơ hội để thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, sản xuất nông nghiệp và quảng bá du lịch của huyện Đông Anh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung và các tỉnh thành trong cả nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế giao lưu, quảng bá thương hiệu, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, liên doanh, liên kết, đầu tư, khai thác mọi tiềm năng và thế mạnh, đồng thời là dịp để nhân dân trên địa bàn huyện và thành phố được tiếp cận và thụ hưởng những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao và góp phần khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây cũng là sự kiện lớn chuyên ngành nông nghiệp, làng nghề và phát triển nông thôn của thành phố Hà Nội, nhằm tạo cơ hội, cầu nối cho năm nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nông, nhà kinh doanh, nhà tiêu dùng của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước gặp gỡ giao thương, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giới thiệu mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, góp phần gìn giữ nghề truyền thống và phát triển đặc sản địa phương, từ đó tiến tới ký kết hợp đồng, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước. Festival Nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023 tại huyện Đông Anh diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023 tại Nhà văn hóa huyện Đông Anh.